nữ tổng thống Croatia Kiderzap Aakitazap X đang gây sốt trên Internet khi tới Nga ủng hộ đội nhà thi đấu ở World Cup 2018. Trước gương mặt xinh đẹp của bà Kider, các fan lập tức tìm kiếm thông tin và hình ảnh về nữ tổng thống 49 tuổi này. Ngay lập tức, họ tìm thấy hình ảnh Kider mặc bikini trong một chuyến dã ngoại. Vì vậy, chẳng rõ những người này tìm kiếm như thế nào mà bức hình của Kider lại bị gắn với Nicole Austin. Có lẽ do cả hai có ngoại hình khá tương đồng và mái tóc vàng giống nhau. Trong khi đó, Nicole Coco Austin là một nhân vật truyền hình, người mẫu, diễn viên, vũ công, tác giả, nhà thiết kế thời trang, doanh nhân. Cô nàng này sinh năm 1977, cao 1m57 và sở hữu số đo 3 vòng ấn tượng 99066111 năm 2002. Cô kết hôn với Tracy Aitor Mezou. Cặp đôi này hiện sống ở New Jersey cùng đứa con mới chào đời là Sir Neil Nicole. Chiêm ngưỡng thân hình gợi cảm của